Minh Vân xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lê Đô Sài Gòn TV chương trình Đông Y thời đại mới xin được tiếp tục. Lúc nãy trong phần đầu của chương trình thì bác sĩ đã nói kỹ tử có mặt trong các bài thuốc của Đông Y từ năm thứ 1000 ngàn sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Vâng. Vậy thì chắc hẳn là Đông Y cũng đã ghi nhận được những đặc tính của kỹ tử rồi ạ Vâng, rất nhiều cô. À, theo Đông Y thì kỹ tử có vị chua và hơi ngọt, tính bình, tác dụng trực tiếp vào can phế và thận với những cái công dụng chính như sau, thứ nhất là tăng cường chức năng của gan và thận kết hợp với một vài cái dược vị khác để giảm bớt các triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2 giảm bớt các trường hợp đau nhức vùng lưng và yếu hai chân. tác dụng thứ hai khá quan trọng là tăng cường thủy lực chống khô mắt chống hoa mắt chảy nước mắt sống. tác dụng cho phổi thì là dưỡng âm tức là tăng cường chức năng của phổi rồi có thể kết hợp với các dược vị khác để điều trị bệnh hoa mãn tính, phòng ngừa bệnh lao. cái này cô thích này, làm đẹp da. Thích quá. <cười> vâng. <cười> Đặc biệt thì cái vị kỳ tử có tác dụng chống lão hóa rất là mạnh, có thể làm giảm các vết nhăn trên da mặt do nhiều lý do như là mình bị lão hóa này, tuổi tác này, căng thẳng, trầm cảm hoặc là cái môi trường sinh sống có thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi cũng cần nói thêm là không riêng tại Trung Hoa đâu, các quốc gia khác như đại hàn nhật bản việt nam cũng ứng dụng những khả năng trên của kỳ tử vào cái việc chống lại sự mệt mỏi và cái chứng nhức đầu do nội nhiệt hay quá coi như tác dụng nào cũng hay quá luôn vâng nhưng mà nhân đây bác sĩ có thể nói về một cái công thức mà có kỳ tử mà có tác dụng là chống lão hóa làm đẹp da mặt không à <cười> <cười> cô không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tức <laughs> là <laughs> công thức thứ nhất có tác dụng chống lão hóa và tăng cường thị lực của mắt này đây là một cái bài học dùng kỹ tử ngâm rượu. Như chúng tôi có nói qua về kỷ tử tử, phải không ạ? Quý vị có thể dùng một lít rượu từ 35 tới 40 độ. Rồi mình ngâm với 300 gram kỷ tử đã được giá nhỏ, giá, giá nguyến rồi ngâm rượu từ 15 ngày. hoặc hơn cũng được. Sau đó thì mỗi ngày chúng ta có thể uống một cái chung nhỏ thôi. Tức là khoảng 2 đến 3 ounce trước khi chúng ta đi ngủ thì mặc dù là ngâm với rượu 35 tới 40 độ nhưng mà khi mà sau hai tuần lễ mình ngâm với kỳ tử ấy, thì cái đồng độ nó giảm rất nhiều thưa quý vị cái công thức này có thể giúp để tăng cường thị lực này, bổ máu và chống lão hóa à, tất nhiên là loại rượu này không thích hợp cho những ai mà bị huyết áp cao bây giờ còn cái công thức thứ hai này này là chắc cũng cũng thích này làm đẹp và giảm nếp nhăn trên da mặt làm các loại trà dược thảo thôi gồm có 10 gram kỳ tử 10 gram kỳ tử 5 gram cúc hòa pha trong với một cái bình nước sôi à, sau đó mình uống trong ngày thôi bài thuốc này nó có tác dụng giảm cân nữa làm sáng mắt thôi mình... em đi mua em đi mua <cười> <cười> làm liền à? làm liền cảm ơn bác sĩ thì vừa rồi là những nhận định của đông y vậy thì y học hiện đại đã có nhận xét nào về kỹ tử không ạ à, có cô à, trước hết thì các phân tích trong phòng xét nghiệm cho thấy là uh, kỹ tử hàm chứa nhiều hóa chất thiên nhiên Uh, có khả năng chống lão hóa và loại trừ độc tố trong cơ thể như là những chất như là lutein uh, lycopene zeaxanthin, uh, selenium uh, polysaccharide và nhiều khoáng chất và kim loại cần thiết như là sodium, potassium, zinc uh, các loại vitamin như là beta-carotene tức là mình gọi là tiền vitamin A rồi B1, B2, vitamin C uh, với những công năng như là kiểm soát cái lượng đường trong máu giảm cholesterol xấu giảm thiểu nguy cơ bệnh ung thư, bảo vệ gan, hệ tiêu hóa và tim mạch, bảo vệ các tế bào não, giúp cho làm dài chống lại cái tác dụng của cái những tác hại của cái tia cực tím đấy thưa quý vị, tăng cường sức khỏe của hệ miễn nhiễm, rồi giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon, làm cho sáng mắt. Vâng. Thú vị quá bác sĩ. Nhưng mà bây giờ, Bỉ Văn xin bác sĩ là trình bày chi, chi 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 tiết hơn chút xíu về cái khả năng trên ạ. À. à. À, trước hết thì kỳ tự hàm chứa những cái hóa chất thiên nhiên có khả năng làm giảm đường đường trong máu mà không gây một phản ứng phụ nào cả. Cái khả năng thứ hai của kỳ tử là vô hiệu hóa các gốc tế bào, các gốc tự do đó, xin lỗi quý vị. Các gốc tự do tức là mầm mống của các cái căn bệnh nani. Bởi vì nó chứa đựng các hóa chất thiên nhiên rất là mạnh và nó có tác dụng cô lập và loại trừ các cái gốc tự do này. Yeah. Mình thường còn gọi là free radical mà nếu không bị loại trừ ra khỏi cơ thể thì theo thời gian có thể làm tổn thương tế bào, hủy hoại cái chuỗi di truyền DNA từ đó gây ra các bệnh nan y. Cũng từ cái việc mà loại trừ các cái độc tố, các cái gốc tự do mà kỳ tử có thể bảo vệ tim mạch, duy trì sức hoạt động của các mô tim luôn được tốt đẹp. Và các nghiên cứu còn cho thấy là các cái dưỡng chất trong kỳ tử có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi và cũng có chức năng của hệ thần kinh và não bộ bằng cách bảo vệ các tế bào não, các tế bào thần kinh trước các tác dụng xấu của gốc tự do. Bây giờ mình nói chút xíu về lá gan. Ha? Dạ. À, có thể nói thì thưa quý vị gan là một cái cơ quan có khả năng tự hồi phục rất là mạnh. Nhưng nếu một chu kỳ bị tổn thương rồi tự hồi phục nó cứ lập đi lặp lại nhiều lần thì chính là lá gan nó cũng sẽ bị yếu đi. À, tinh chất kỳ tử cũng có thể giúp cho gan được an toàn trong trường hợp này về nói về chức năng bảo vệ làn da, vâng, các hóa chất thiên nhiên trong kỳ tử cũng sẽ giúp chúng ta không bị viêm da, không bị tổn thương dưới tác dụng của tia tí, cực tím và cuối cùng là kỷ tử có khả năng bảo vệ mắt, tăng cường thị lực, tránh cho mắt rất nhiều bệnh liên quan. Bác sĩ nói chi tiết quá trời, rất là đầy đủ rồi vâng. về những cái tác dụng quý giá của kỷ tử. Thì Mỹ vân không biết là ai cũng có thể dùng được hay là có trường hợp nào người ta không được dùng kỷ tử không ạ? À? à có có cô, cô hỏi này hay. À, có thể nói là trong một vài trường hợp hiếm hoi thì kỳ tử cũng có thể gây ra một vài hiệu ứng phụ cho những ai mà chúng ta quá nhạy cảm à, và có thể có những triệu chứng như là khó thở này rồi ngứa ngáy vùng miệng hay là vùng tai da bị nổi mẩn ngứa nổi mề đay sổ mũi hay viêm mũi dù các cái trường hợp này khá hiếm hoi à, tuy nhiên trong cái lần đầu tiên mà dùng kỳ tử đó, thì quý vị cũng không nên dùng quá 12 hai mình không có nên dùng quá 12 gram sau vài giờ đồng hồ mình thấy là không có gì có nghĩa là kỳ tử thích hợp với với quý vị à, ngoài ra nếu quý vị đang dùng thuốc tây một số các loại thuốc tây đặc biệt thì quý vị xin lưu ý những trường hợp sau Thứ nhất là khi quý vị dùng những loại thuốc loãng máu như là warfarin aspirin 81 mg là các loại thuốc có tác dụng làm loãng máu thì chúng ta không nên dùng thêm kỳ tử lý do là bởi vì tác dụng của hai loại thuốc này đấy nó xảy ra cùng một lúc sẽ có thể gây xuất huyết nội và ngoại trong số người. Wow. vâng, quý vị lưu ý. À, đồng thời khi mà uống các loại thuốc có tác dụng giảm đau như là ibuprofen, uh, naproxen thì chúng ta cũng không nên dùng thêm kỳ tử, bởi vì có thể sẽ gây ra những phản ứng bất lợi cho cơ thể. đó là những cái quý vị cần lưu ý. trong trường hợp dạ dày đang bị suy yếu hoặc là bị rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy kéo dài uh, thì chúng ta nên tránh dùng kỳ tử trong một thời gian khi nào mình xong thì mình có thể dùng được và kế tiếp thì kỳ tử cũng có thể gây ra những tác dụng bất lợi cho cơ thể khi dùng chung với một số loại trụ sinh thuốc chống siêu vi trùng thuốc chống nấm các biệt dược trị ung thư thuốc hạ cholesterol các loại thuốc liên quan tới tim mạch và các biệt dược liên quan đến hệ nội tiết và các loại thuốc trị loãng xương và các loại thuốc dùng sau khi cấy ghép một cái nội tạng nào đó vào người quá hay bác sĩ và chỉ có một cái thời gian rất ngắn mà bác sĩ đã nói ra tất cả tất cả những cái ưu điểm những cái những cái nên tránh và không nên tránh khi dạ, vâng. mình dùng kỹ tử dạ. thì uh, cảm ơn bác sĩ về những cái chi tiết rất là tuyệt vời về kỹ tử dạ. và hoàng mỹ vân cũng mong là đề tài ngày hôm nay sẽ góp phần vào việc duy trì một cuộc sống lành mạnh và sức khỏe luôn luôn được dồi dào mỹ vân cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị à, trước khi chia tay thì chúng tôi cũng xin cảm ơn và cũng xin lưu ý À, những thông tin y học chúng ta nêu ra trong cái chương trình này nó chỉ có cái giá trị cho chúng ta tham khảo mà thôi. À, khi có những vấn đề sức khỏe thì xin quý vị hãy trực tiếp tham khảo với các bác sĩ đồng y hoặc là tây y tùy theo sự lựa chọn của mình. À, chúng tôi kính chúc quý vị với quý quyến luôn vui mạnh bình an cảm ơn cô mỹ vân dạ hoàng mỹ vân cũng xin nhắc lại là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo thì xin hãy gọi và để lại message vào số 714251 một 8007 bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.